Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã đến với video tiếp theo của mình. Hôm nay ngủ dậy sớm ấy thì mình Hương đang chuẩn bị đi lo bữa sáng ấy, rồi chuẩn bị đi mua thêm ít đất về trồng rau nhá. Hôm nọ mình đi mua được ít đất về trồng hoa ấy, thời điểm hiện tại thì hoa cũng đang lên rồi. Hương thì hôm vừa rồi cũng kết thúc 5 năm xuất khẩu lao động ấy, là cũng chuyển xuống nhà mình ở được một tuần rồi. Giờ đang trong thời gian chờ visa nhá. Bữa cơm trưa ngày hôm nay thì mình có gói mì tôm hảo hảo xào cùng trứng với cả thịt lợn đây. Mình làm món mì xào của mình xong rồi. Đây là bữa ăn trưa của mình Hương nhá. Mì xào mình không cắt sợi ra, đâm ra là cũng hơi to nhá. Đấy. Mì xào thịt kèm thêm ít rau mùi, rau thơm vào nữa. Tuyệt vời luôn. Mì xào mình cho ít tương ớt cho cái cay thêm ít tiêu nữa nhá. Là tiêu cho thơm đây. Mời tất cả mọi người ăn bữa trưa nhá. Bữa trưa ăn đơn giản thôi, đi chợ chiều. Hôm nay Hương lên đấy là Hương ở nhà rảnh ấy, là mình này dẫn Hương đi ra cái chỗ giống cây, mua ít đất, mua ít chậu về trồng thêm rau nhá. Cũng sắp sang mùa hè đến nơi rồi. Ngày hôm qua trời mưa phùn cả ngày, hôm nay tranh thủ trời đang hằng hằng đây, mình giặt ít quần áo, Hương đang phơi đây nhá. Quay cho mọi người xem cái hoa mà mình trồng đây. Hoa này là hoa tulip nhá. Hôm nọ mình đi mình mua đất, mua củ, mua chậu về. Khoảng độ một tháng nay, hơn một tháng nay ấy, bắt đầu hoa lở hết rồi đây. Hai loại hoa nhá, hai màu khác nhau này, một màu hồng, một màu đỏ rực này. Còn cái chậu hoa này là hoa hôm nọ Hương mang từ tỉnh Nagao xuống nhá. Đều là hoa tulip cả, nhưng mà cái giống này thì nó hơi lạ một chút này. Còn ba cái chậu rau mình trồng ở dưới đây ấy, thì mình trồng rau mùi, rau húng cực thơm ấy. Hiện tại là hai chậu này vẫn chưa lên cái gì cả. Cái chậu này thì mình trồng ít rau thì là hiện tại cũng đang lên cây con rồi đây. Căn bản đợt này nó đang lạnh ấy, lạnh nó chưa mọc nhiều được. Đây là ít rau húng bạc hà với cả rau răm là Hương mang từ tỉnh Nagano nhá, lấy từ vườn xuống trồng để đợt tới có rau ăn đây. Tình hình này Hương đạp xe đạp ấy, Hương đi trước nhá, mình đi xe máy, mình đi sau. Đi không biết đường ấy là mình cũng mở bản đồ lên cho Hương đi rồi. Ngày cuối tuần là phải đi dạo nhá. Mình thì tuy là đang ở trên Tokyo ấy, nhưng mà nhìn là cảnh vật xung quanh không khác gì ở dưới quê là mấy nhá. Nhìn là đường xá này, rồi là kiến trúc nhà cửa rất là giống luôn. Sau khoảng độ 10 phút di chuyển đấy, thì hiện tại thì mình đã có mặt tại cái cửa hàng bán lá tạp hóa bán rau lần trước đây, bán rau bán hoa quả nhá. Cửa hàng tạp hóa ven đường của bà cụ. Và phía đối diện với đây chính là cửa hàng chuyên bán đất, bán hoa bán rau nhá. Mình sẽ để xe máy tại đây nhá. Trồng hoa thành công rồi ấy. Hôm nay đi mua thêm ít giống rau, thêm ít đất, tiếp tục là trồng rau nhá. Trời hiện tại cũng đang ấm dần lên rồi. Đây, thời điểm hiện tại người ta bán rất nhiều giống cây này. Giống cây cà này, giống ớt chuông, ớt thóc này, cà chua bi rồi là cà chua to. Đất là phân bón rất nhiều loại. Đất trồng hoa, đất trồng rau. Mọi người muốn mua bao to bao nhỏ là người ta bán hết ngoài đây nhá. Đây mua chậu nhỏ ấy nhỉ. Chậu to không trồng được. Chậu thì người ta bán từ những cái chậu mini trồng những cái bông hoa nhỏ, rồi đến những cái chậu tròn, chậu to để mọi người có thể là trồng được những cái rau lớn hơn đây. Mình với Hương ấy là đang tính đi mua thêm hai cái chậu nữa để về trồng rau ấy, nhưng mà do cái hành lang của mình hơi bé, không biết có chỗ để hay không. Đang tính là vào bên trong cái cửa hàng đây. Bên trong thì người ta cũng bán rất nhiều các cái dụng cụ bảo hộ lao động, rồi là các cái đồ vật dụng thường dùng hàng ngày ấy. Nên là vào bên trong xem người ta có bán cái giá gỗ, kệ gỗ để mà để được rau ấy thì mình mua luôn nhá. Để quay cho mọi người xem này, bạt ngàn giống rau luôn. Vào trong cửa hàng này người ta bán cả tủ, cả gương các kiểu đây. Mình với Hương đang đi xem cái ghế nhá, kiếm cái ghế ngồi. Căn bản là nhà thì có cái bàn rồi nhưng mà không có ghế ngồi. Ghế hồi trước ở dưới tỉnh Ibaraki là mình không mang lên được bảy gậy ấy. Ghế thì nó chỉ có mấy cái ghế đơn giản này thôi, đang tính là mua này. Thì đang ưng được hai ghế này nhá. Hai ghế này vừa chiều cao cùng với cái bàn này. Không biết là lên chọn cái nào.
Sau một hồi vào chọn ấy, thì mình với Hương cũng quyết định là chọn chiếc ghế trắng này nhá. Chiếc ghế trị giá là khoảng độ 500.000 tiền Việt Nam. Trong cửa hàng này ấy, thì còn bán rất nhiều các lò vi sóng, nồi cơm điện, bếp ga, tivi, tủ lạnh, máy giặt, rồi là rất nhiều đồ điện tử khác như cửa đèn điện này, rồi là những chiếc ấm nước siêu tốc. Và cũng có bán rất nhiều xe đạp và xe trợ lực nhá. Xe là xe chuẩn Nhật ấy, nên là giá cả hơi đắt. Giá một chiếc xe mini trung bình cũng cỡ khoảng độ 4-5 triệu rồi. Thường thường là mọi người sang ở Nhật đấy thì gạo ở siêu thị thì nó sẽ đắt hơn khi mọi người đặt mua trên mạng ấy. Nên là đa số mình thấy là người Việt mình đặt mua ở trên mạng là chính nhá. Trên mạng thì cũng có rất nhiều chủng loại nhưng mà giá cả nó rẻ hơn. Và bên trong cửa hàng này ấy, mình thấy người ta đang đánh khóa đây. Đang đánh khóa nên là mình cũng hỏi thử mình đánh thêm một chìa khóa nữa. Mình giữ một khóa, Hương giữ một khóa nhá. Bên trong cửa hàng này thì người ta bán rất nhiều đồng hồ nhá. Từ những cái đồng hồ điện tử này, đồng hồ cơ đây, các cái hãng nổi tiếng như cả là Casio này, rồi là rất nhiều những cái dòng khác nhá. Khóa bài bảo là đánh khoảng một tháng mới được khóa nhá. Đây là những chiếc phôi khóa này. Bởi vì cái khóa của mình nó cũng hơi phức tạp một chút đấy. Giá cho một lần cắt khóa là 3.300 yên này, cũng khoảng độ cỡ khoảng độ 500 mấy đến 600 nghìn trên một lần cắt khóa nhá. Đây một chiếc khóa như này. Khóa thì một tháng sau mới được lấy, nhưng mà vừa mình cũng thanh toán tiền luôn đây. Đấy, một chiếc khóa tính ra là cắt xong cũng khá là đắt đấy. Đây, sau một hồi vào bên trong siêu thị mua đồ ấy, mình ra mình chốt một bao đất 25 lít, thêm hai cái chậu nữa về trồng rau nhá. Đối diện bên đây thì có cái cửa hàng tạp hóa nho nhỏ của bà cụ đấy. Mình dẫn mọi người sang xem chút nhá. Bên cửa hàng của bà cụ này thì đa số là bán hoa quả với rau là chính nhá. Thịt thà không có, đủ các thể loại luôn. Dâu 400 yên hồ cũng to nhỉ, dâu to. Nho này 400 yên, nho nhỏ ạ. Cam, quýt, bưởi, nho, dâu, táo này. Bên đây có cả dưa hấu đây. Lấm rau các loại. Mình xem có loại gì ngon ngon để rẻ không. Mua thêm chút nhá. Bên này là các loại củ đây. Một cái cửa hàng nho nhỏ ven đường thôi nhưng mà nhìn nó rất là đẹp mắt. Sáng sớm nó bắt đầu bà cụ bày bán ra, đến tầm tối muộn là sẽ cất đồ vào trong nhà nhá. Súp lơ 100 yên à? Mình thấy là nhiều món đồ thì nó cũng đang bị heo heo rồi nhá. Giá thì cũng gọi là tương đối rẻ rẻ ngang ngang với siêu thị một chút, nhưng mà nhiều món đồ nó cũng héo rồi. Cái này cũng tươi tươi rồi. Nào có súp lơ. Bên đây có cà chua nhá. Cà chua một hộp được tổng cộng 5 quả đây. 5 quả cà chua giá là 250 yên. Mình sẽ mua hộp về. Bọc cái này có chín quá rồi. Mua một hộp cà chua này nhá. Cà chua về thì thoảng xào nấu sốt thịt hoặc nấu canh. Bên đây có trứng này, hộp trứng có hộp trứng rẻ đây. Trứng bên trong là 250 yên trứng trắng. Còn dạng này trứng cũng là trứng trắng nhưng mà nó hơi đỏ đỏ chút. Giá là 160 yên trên một hộp nhá. Ra là dạng trứng nhỏ ạ. Làm theo trứng đó, 160 yên. Một cửa hàng tạp hóa nhỏ nhỏ ạ. Nhìn rất là đẹp bắt mắt luôn. Ở đây là các cụ bán cửa hàng đơn giản đấy, nên là các cụ thanh toán bằng tiền mặt nhá. Không dùng thẻ hay là không dùng máy thanh toán. Tính tiền bằng máy tính luôn. Đấy. Mình vừa tiện đường ấy là tìm đường luôn đến cái cửa hàng Daiso gần cái cửa hàng bán hoa vừa rồi nhá. Đây bên Nhật là không biết đường là cứ phải có cái bản đồ để tra đường đi nhá. Mình vào trong cửa hàng Daiso mua đơn giản mấy cái hộp này, hộp về đựng ít nước này. Thêm đây là cái kéo này. Cửa hàng 100 yên hay gọi là Haken Shop ấy. Cửa hàng bên trong đây thì bán những cái món đồ giá rẻ nhá. Món đồ giá rẻ nhất. Có chung là cứ một món đồ này giá khoảng độ 100 yên, cộng vào thuế là 110 yên nhá. Tương đương với cỡ khoảng độ 16-17 nghìn tiền Việt Nam trên món đồ đây. Những cái nào giá cả đắt hơn ấy thì người ta sẽ ghi giá nhá. Còn những cái nào mà không ghi giá ấy, thì sẽ đồng giá là 100 yên. To nhỏ 100 yên hết. Bát đũa, xiến chén, giày dép, găng tay, găng chân, đủ cả luôn nhá. Thau chậu đây.
Đây, bên trong đây mình đang tính là mua cái dao này. Mua cái dao để về tưới rau nhá. Có mấy chậu rau nhỏ nhỏ thôi nên là mua cái dao nhỏ đây. Ở bên trong là người ta có vòi. Có vòi và có cái ống hoa sen luôn. Đấy, mình vặn vào đây. Sau một hồi đi chợ ấy thì đồ đạc mình cũng về tới nhà ở đây. Hôm nay mới mua được hai thùng đất nữa, hai chậu đất nữa. Mình không có chỗ để, mình để tạm ở đây. Đấy, bây giờ mình sẽ đổ đất vào hai cái chậu này. Sau bắt đầu mình sẽ rắc hạt và mình tưới nhá. Đất ở đất mùn này, đất tốt nha. Đây là hạt giống rau muống nhá. Giống rau muống Hương cũng ngâm được mấy hôm mà nó đang bung hạt, đang lở hạt ra nhá. Bây giờ mình sẽ rắc vào đây mình trồng đây. Rau trồng xong rồi, bắt đầu mang cái tưới đây. Đấy, có cái doài tưới nó tiện. Đi trồng rau tắm ra xong ấy, bây giờ mình lại đi nấu cơm bữa tối đây. Hiện tại thì mình đang lọc chân gà để chuẩn bị làm món trộn gỏi xoài nhá. Hôm vừa rồi đi chợ hải sản thì mua được quả xoài đây. Hôm nay làm món trứng rán này, mang mấy cà chua này ấy, thì mình sẽ xào lên mình nấu canh chua nhá. Bên đây mình có khoanh cá biển vừa mình cho vào rán qua, mình nấu canh chua nhá. Đây là ít hành, ít mùi tàu và ít rau mùi nát nữa cho vào cho nó thơm đây. Hương đang đi xào ít măng đây. Măng này là măng chua nhá, măng chua thái sợi gửi từ Việt Nam sang. Ngâm nước cho lá rồi, bắt đầu đi xào nấu canh chua nhá. Mình đang đi nhặt nốt món chân gà đây. Chân gà là rút xương nhá, rút xương để trộn với xoài. Và sau một hồi nấu cơm ấy thì bữa cơm tối của mình với Hương xong rồi. Bữa cơm đơn giản và rất là ngon nhá. Chân gà xoài trộn, thêm món canh chua măng cá này. Đây là ít tim mình luộc từ sáng. Và đây là ít trứng rán nhá. Bữa cơm đơn giản và rất là ngon. Tình hình này bữa cơm tối nữa xong rồi. Mời tất cả mọi người ăn cơm bữa tối nhá. Hôm nay là toàn món ngon thôi. Đấy, đồ ăn là đồ ăn Nhật nhưng mà nấu kiểu Việt Nam nhá. Chân gà trộn. Măng đây là món măng chua. Măng chua hôm nọ là Hương gửi từ Việt Nam sang nhé. Hôm nọ là qua anh ở Việt Nam sang ấy, là gửi nhà sang măng chua. Nhật Bản thì cũng măng ấy, nhưng mà cái măng chua của Việt Nam ăn rất là ngon. Nấu canh cá rất là hợp nhé. Măng thái dại nhỏ ăn nó giòn giòn dai dai nhé. Hương là thi thoảng có người Việt Nam sang ấy, bay sang bắt đầu lại gửi nhà ít đồ sang. Gửi cứ tí một thôi. Thực ra thì đồ ở bên Nhật thì rất là nhiều, nhưng ít kiểu là đồ Việt Nam gửi sang thì vẫn hay ấy, vẫn ngon hơn ấy. Cảm giác là quà quê nhá, đồ quê vẫn ngon hơn. Chứ bên Nhật thì đồ đạc thì không thiếu cái gì cả. Tăng cơm thơm nhỉ. Chân gà rút xương trộn với bột canh mì chính, thêm mì ớt, ít tỏi nữa vào ăn cay cay thơm thơm nhá. Xoài này rang xoài chua. Như bên Việt Nam mọi người rang này chậm, là mọi người mua sung, ổi, quất rồi là cam quýt xoài rất là dễ. Nhưng bên Nhật thì ở siêu thị hoa quả người ta bán rất là nhiều. Nhưng mà hầu như đa số là toàn hoa quả ngọt đấy. Toàn cam quýt bởi ngọt. Thế bên này về cái phần đồ chua, đồ chát rất là thèm nhá. Không có mà ăn. Còn cái ăn hết. Bởi vì là ra ngoài siêu thị thì hầu như đa số là toàn đồ ngọt hết. Đấy, nên là khi mà mua được cái đồ chua, đồ chát của Việt Nam rất là thích luôn. Nhưng mà giá cả bên Nhật thì nó hơi đắt một chút nhá, đắt hơn hoa quả Nhật. Bởi vì là người ta mất công vận chuyển sang, người ta lấy lại đó.
Món trứng này thì mình thường hay rán hơn nhá. Hồi trước thì cũng thỉnh thoảng cho luộc dằm nước mắm, nhưng mà để làm nhanh thì mình đập ra, mình cho với hành, cho gia vị mắm một canh mình chính vào mình ăn nhá, nó nhanh hơn. Tầm đôi 3 phút là có món trứng tráng rồi, ăn rất thơm ngon. Đấy, mình đi làm thì nói chung là chỉ được tranh thủ ngày cuối tuần rảnh thôi. Ngày cuối tuần rảnh thì mình với Hương lại đạp xe đi dạo nhá. Căn bản là Hương đợt này nghỉ dài, nghỉ một tháng ấy, một tháng trên đây. Cứ đến lúc có visa là có, còn visa thì chắc chờ tầm được một tháng, tháng rưỡi. Cứ có visa là đi công ty mới đi làm thôi. Còn bây giờ là cứ chơi nghỉ ngơi đã. Mình vừa ăn vừa nói chuyện ấy, cái đồ ăn của mình nó cũng đang nguội dần rồi. Thì mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video clip này. Nếu mọi người thiếu cái biết thức ấy, đừng quên để lại cho mình lượt like video, cũng như là một lượt đăng ký kênh YouTube Đức Thư Mới Đức của mình nhá. Cảm ơn tất cả mọi người.